Kính thông minh của Xiaomi có thể giúp người dùng nhận cuộc gọi, tìm đường trên bản đồ, chụp ảnh, dịch văn bản và ảnh trong thời gian thực hoặc hiển thị thông báo trên điện thoại. Một số tên tuổi như Google, Snapchat, Amazon, Razer và gần đây nhất là Facebook cũng đã tung ra sản phẩm tương tự. Mắt kính thông minh Xiaomi nặng 51g và trông giống như một chiếc kính thông thường. Để đạt được điều này, Xiaomi sử dụng công nghệ Micro nhằm giảm không gian cần thiết trong thiết kế cấu trúc của kính. Micro có mật độ điểm ảnh cao hơn, tuổi thọ dài hơn, cấu trúc đơn giản hơn và độ sáng cao hơn OLED, trong khi vẫn có màu đen sâu do các điểm ảnh của nó được chiếu sáng riêng lẻ. Bên trong chiếc kính là một chip hiển thị với kích thước 2,4mm x 2,02mm, gần bằng một hạt gạo. Các pixel riêng lẻ có kích thước 4 micromet cho phép màn hình hiển thị vừa với khung của kính. Xiaomi đạt được độ sáng lên tới 2 triệu nit trong trường hợp cần thiết. Ví dụ như khi người dùng nhìn trực tiếp vào ánh sáng mặt trời gay gắt. Ngoài ra, qua hình ảnh mà Xiaomi công bố, có vẻ như chỉ mắt kính bên phải được tích hợp màn hình, và mắt kính bên trái còn lại sẽ trong suốt như một chiếc kính thông thường. Ngoài điểm nhấn là màn hình micro, kính thông minh Xiaomi còn được tích hợp micro, loa, máy ảnh 5MP. Đèn báo để báo hiệu người khác khi máy ảnh đang được sử dụng chip ARM lõi tứ pin, bàn dê cảm ứng touchpad Wi-Fi, Bluetooth và hệ điều hành Android. Xiaomi cho biết nó sẽ giúp người dùng nhận cuộc gọi, tìm đường trên bản đồ, chụp ảnh, dịch văn bản và ảnh trong thời gian thực hoặc hiển thị thông báo trên điện thoại. Xiaomi sẽ lựa chọn những thông báo quan trọng nhất trên điện thoại để hiển thị thay vì hiển thị tất cả thông báo số điện thoại của người gọi trên màn hình. Hiển thị đường và bản đồ trước mặt bạn và chuyển âm thanh thành văn bản kèm theo dịch thuật trong thời gian thực. Hiện kính thông minh Xiaomi mới chỉ là một sản phẩm dưới dạng concept, và hãng Trung Quốc nhưng vẫn chưa công bố về giá bán hay thời điểm ra mắt.